Chào mừng các em đến với kênh Thị Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi tiếng Việt lớp 5 tuần 2 tập làm văn là luyện tập làm báo cáo thống kê trang 23. Thì trong quá trình xem, nếu các em thấy có quảng cáo thì hãy nhấn vào xem quảng cáo để ủng hộ Thị Liêm có thêm kinh phí để làm những video tiếp theo nhé. Rồi bây giờ mình sẽ vào phần nội dung của bài hôm nay. Đầu tiên số 1. Đọc lại bài Nghìn năm văn hiến và trả lời câu hỏi. A. Nhắc lại các số liệu thống kê trong bài về số khoa thi, số tiến sĩ của nước ta từ năm 1075 đến năm 1919. Số khoa thi, số tiến sĩ và số trạng nguyên của từng triều đại. Số bia và số tiến sĩ có tên khắc trên bia còn lại đến ngày nay. Thì ở cái câu số 1 này yêu cầu chúng ta là trả lời các câu hỏi, nhắc lại các số liệu thống kê. Thì trong cái bài Nghìn năm văn hiến thì các em mở sách vào sách giáo khoa trang 15. Thì các em sẽ thấy cái bảng thống kê về số khoa thi và số tiến sĩ, số trạng nguyên của nước ta. Thì các em dựa vào đó và trả lời các câu hỏi. Thì ở đây chúng ta sẽ làm như sau. Thì ở đây có cái bảng đó, đây là cái bảng mà thống kê các số liệu. Thì ở đây chúng ta thấy rằng triều đại là Lý, Trần, Hồ, Lê, Mạc, Nguyễn. Số khoa thi, số tiến sĩ, số trạng nguyên. Thì ở cái câu A này, câu người ta đầu tiên là yêu cầu chúng ta là nhắc lại số khoa thi, số tiến sĩ. Đầu tiên là số khoa thi. Thì chúng ta thấy rằng từ năm 1075 đến năm 1919 thì nước ta đã tổ chức tổng cái số khoa thi đó là 185 khoa thi và có số tiến sĩ là 2896 tiến sĩ đó. Thì chúng ta nêu dựa vào cái bảng số liệu này. Rồi tiếp theo nữa là số khoa thi, tiến sĩ và trạng nguyên của từng triều đại được thống kê như sau. Ở đây số bia và số tiến sĩ có tên khắc trên bia từ khoa thi năm 1442 đến khoa thi năm 1779 còn lại đến nay. Ngày nay gồm có ở đây. Rồi, gồm có là 82 bia. Tên tuổi các tiến sĩ khắc trên bia là 1306. Đó, thì ở đây chúng ta nêu các số khoa thi, các số tiến sĩ thì chúng ta dựa vào cái bảng thống kê. Rồi số khoa thi. Rồi bây giờ cô sẽ nhắc lại cái câu A này. Thì từ số khoa thi tiến sĩ nước ta tổ chức từ năm 1075 đến 1919 thì nước ta tổ chức được là 185 khoa thi. Rồi có 2896 tiến sĩ. Thì số tiếp theo, số khoa thi, tiến sĩ và trạng nguyên của từng triều đại được thống kê như sau. Thì đây là một cái bảng mà thống kê số khoa thi, tiến sĩ và trạng nguyên của từng triều đại, đó là triều đại Lý, Trần, Hồ, Lê,
Mạc Nguyễn. Đó, thì đây là cái bảng thống kê. Thì ở đây chúng ta thấy rằng triều Lý thì số khoa thi là 6, số tiến sĩ là 11, số trạng nguyên là 0. Triều Đại Trần thì số khoa thi là 14, số tiến sĩ là 51, số trạng nguyên là 9. Triều Hồ thì số khoa thi là 2, số tiến sĩ là 12, số trạng nguyên là 0. Triều Lê thì số khoa thi là 104, số tiến sĩ là 1780, số trạng nguyên là 27. Triều Mạc thì số khoa thi là 21, số tiến sĩ là 484, số trạng nguyên là 11. Triều Nguyễn, số khoa thi là 38, số tiến sĩ là 558 và số trạng nguyên là 0. Thì đây là cái bảng thống kê từng triều đại về cái số khoa thi, số tiến sĩ và số trạng nguyên. Rồi tiếp theo nữa đó là số bia và số tiến sĩ có tên khắc trên bia từ khoa thi năm 1442 đến khoa thi năm 1779 thì còn lại đến nay là gồm có là 82 bia. Tên tuổi các tiến sĩ khắc trên bia là 1306. Đó, đây là câu chúng ta đã làm xong câu A. Rồi bây giờ mình sẽ sang câu B. Câu B người ta hỏi đó là các số liệu thống kê trên được trình bày dưới hình thức nào? Thì các số liệu thống kê được trình bày dưới hai hình thức đó là nêu số liệu và trình bày bảng số liệu. Đó thì các số liệu thống kê được trình bày dưới hai hình thức đó là nêu số liệu và trình bày bảng số liệu. Rồi, tiếp theo. Câu C. Các số liệu thống kê nói trên có tác dụng gì? Thì chúng ta thấy rõ ràng tác dụng của các số liệu đúng thống kê này sẽ giúp chúng ta sức giúp cho người đọc dễ tiếp nhận thông tin, dễ so sánh, thì tăng sức thuyết phục cho nhận xét về truyền thống văn hiến lâu đời ở nước ta. Đó thì khi mà chúng ta nhìn vào cái bảng số liệu thống kê thì chúng ta biết được chúng ta dễ tiếp nhận nè, giúp nhận được là thông tin dễ so sánh hơn, rồi tăng sức thuyết phục cho nhận xét về truyền thống văn hiến lâu đời của nước ta. Thì đây là cái tác dụng của việc các số liệu tác dụng về cái bảng số liệu thống kê. Rồi tiếp theo mình sẽ qua câu số 2. Câu số 2 này người ta yêu cầu là thống kê số học sinh trong lớp theo những yêu cầu sau. Đây là tổ thì có tổ 1, tổ 2, tổ 3, tổ 4. Rồi tổng số học sinh trong lớp. Đây là một cột số học sinh nữ, số học sinh nam, số học sinh giỏi tiên tiến. Thì ở đây các em sẽ nêu về cái số học sinh ở ở trong lớp của mình. Rồi sau đó là bao nhiêu học sinh nữ, bao nhiêu học sinh nam và học sinh giỏi, học sinh tiên tiến. Thì ở tổ 1 thì tổ 1 của các em thì có bao nhiêu học sinh nè, các em điền vào đây. Tổ 2 thì có bao nhiêu học sinh thì các em cứ điền vào đây và điền vào đây. Rồi trong cái tổ của em đó thì có bao nhiêu học sinh nữ, ví dụ như là tổ 1 thì có bao nhiêu học sinh nữ thì ghi vào đây, và học sinh nam là bao nhiêu thì các em ghi vào đây, số học sinh giỏi tiên tiến thì các em ghi vào đây. Đó thì tương tự các em sẽ làm hết cho bốn cái tổ của mình. Rồi sau đó các em sẽ nêu tổng số học sinh mà trong lớp ở đây, rồi tổng số học sinh nữ, tổng số học sinh nam và tổng số học sinh giỏi tiên tiến ở đây. Thì các em trình bày như sau, bảng thống kê ở đây chỉ là một ví dụ về cái một lớp thôi, chứ nếu mà các em
lớp các em bao nhiêu thì các em sẽ điền vào đây. Ví dụ là tổ 1 là 8 học sinh, có 4 học sinh nữ, 4 học sinh nam và 5 học sinh giỏi tiên tiến. Rồi tổ 2 thì có 9 bạn, 5 bạn nữ và 4 bạn nam và 7 học sinh giỏi tiên tiến. Tổ 3 thì có 8 học sinh, có 3 bạn học sinh nữ và 5 học sinh nam, thì có 5 học sinh giỏi và tiên tiến. Tổ 4 thì có tổng số, có số học sinh là 8, số học sinh nữ là 5, sinh nam là 3 và số học sinh giỏi tiên tiến là 6. Thì tương tự nếu các em còn có tổ 5 thì các em đi tiếp tục. Thì cái cuối cùng chúng ta sẽ nêu đó là tổng số học sinh trong lớp. Thì số học sinh trong lớp thì chúng ta sẽ nêu ở đây, tức là tổng cái này đó là bao nhiêu thì chúng ta sẽ ghi vào đây. Rồi tổng học sinh nữ là bao nhiêu thì chúng ta sẽ ghi vào đây, và tổng học sinh nam, và cuối cùng là học sinh giỏi và tiên tiến. Thì nó rất là đơn giản. Chúng ta, các em cứ dựa vào tình hình học sinh trong lớp mình thì các em điền vào đây. Như vậy thì cô đã vừa hướng dẫn chúng ta phần tiếng Việt lớp 5, tập làm văn, luyện tập làm báo cáo thống kê. Thì sau khi xem xong, nếu các em thấy hay thì hãy nhấn thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem, và đừng quên đăng ký kênh Thị Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.